cậu bé vô tri 10, cầu vừa đủ hoa môn 8.5, chân ngắn đẹp gái cu te 9, FB88 nhà cái 2. Thi kiểm tra mà học sinh toàn đặc biệt danh, thầy giáo đọc điểm khiến cả lớp cười nội thương. Sau bài kiểm tra căng thẳng, do sợ danh tánh của người cao điểm lộ ra sẽ khiến cho người khác ganh tị, còn người điểm thấp lộ ra thì sẽ mặc cảm tự ti. Thế nên thầy giáo đã yêu cầu cả lớp mã hóa biệt danh để ngoại trừ thầy giáo và chính bản thân mình thì chẳng ai biết được đấy là ai. Chính nha, gà rán 102 9.5, chị hàng cung chanh 8.5, chiếc cần 8, chu ba bi mô nha nhô 8, con bé ngốc hết 9.5, công chúa bong bóng 6.5, điểm thấp nhất lớp 5. Nguyên trái nhà điểm hiếm điểm 5, người đẹp tây đô 8.5, nhất định phải qua môn fighting 10, xích cao mã hầu ăn cả của hộ công 10, ý bén lĩnh 10, và cuối cùng là bạn Di là 8. Tuy nhiên những cô cậu học trò lại không phải dạng vừa đâu, toàn đặt cho mình những cái biệt danh trên trời dưới đất, khiến cho thầy giáo đọc điểm không nhịn được mà phải bật cười, đọc lộn tùm lum. Trong khi cả lớp nghe qua thì thi nhau cười nghiêng ngả, cộng đồng mạng được dịp giữ thính cũng cười đến nội thương. Một số bình luận được mọi người để lại: thanh niên điểm thấp nhất lớp có vẻ như là rất là biết thân biết phận, vừa biết điểm vừa đỡ bị quê nếu điểm thấp lè tè. Tưởng đâu đặt nick Yahoo hồi xưa không đó trời. Mà công nhận là cái tên nó vận vào người là có thật nha. Mã hóa tên vậy hay nè, chỉ có thầy biết điểm đó của ai, còn lại điểm ai tự biết, để cả lớp tò mò chơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.